biết em muốn gì. Không thể chiếm em luôn, vì bao nhiêu dollars ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram followers thì em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Em nói đi. Anh có thể rap nhanh hơn cả Lightning McQueen, nhưng sợ em nghĩ là anh vô vập nên em sẽ im bằng dòng xin. Em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Nói là khi mình có được nhau đến người nổi tiếng cũng phải nhìn ngó khi all like couple like square good about you blink you ring so your style look better. Hoặc nếu em thích old school để anh dắt em ra chợ đông đa nhìn 50 cent diện oversize, nhìn chúng mình cũng không khác, anh trông khác xa những đứa bình thường mà em vẫn thấy ở trong trường Garden Calis và sporty và luôn bật ở trên đường. Đủ tiền cho em ăn 4 cheese pizza 4 piece CGV đi xem phim 4D. Điều khỏi lo nghĩ chẳng có gì khó khi em luôn có người theo. Bao nhiêu thằng đồ đơn mà men như là dính phải kèo. Suốt ngày đáp skirt nhưng khỏi may thấy sức mạnh, anh đáp một phát trên người. Master Square thôi không thể định được. Master Chef của mình nấu là tình dược, tình yêu cầu vồng cùng với Long đầu giống. Vậy mà sao bao lần tìm hiểu và anh vẫn không thể biết em muốn gì. Không thể chiếm em luôn, vì bao nhiêu dollars ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram followers thì Em muốn gì, em nói đi. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy? Anh có visa trong ví nên anh thích em đi xa, ok? Hold up. Cái này là hope nha. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy? Anh có visa trong ví nên anh thích em đi xa, ok? Hay là mình cứ đi chơi phố lên 3 triệu mua đồ hàng hiệu. Nếu em không cần tiền thì cứ để thát đi bus để em hiểu. Anh là một dân chơi. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy? Anh thấy em để tập lon cùng Tony Moly một dầu tết short jean Nike shirt, so fresh khi mang theo đôi jack. Em có phải đầu bếp không? Anh muốn em thử lăn nồi ấy. Anh có thể chơi bần cho em đến 2 giờ sáng. Gu nhạc của chúng mình dùng premium của Spotify mình đã. Em nắm thử tay anh nhá. Giờ em thì cứ xem đi, người ngoài nhìn vào tay em vì dịch ra tiếng Việt họ ghen tị. Anh có tiền và tiếng và có cái vai mà các em gái thì trông mong. Flow của anh gây nghiện giống như liều thuốc phiện, cũng như lúc nói chuyện với em. Vanilla của kem, nụ cười của em, anh tán em. Giờ mình đi chơi nhá, em ăn bún hay ăn phớt? Trong vì anh có đô la xanh nên em không cần phải chăn chớ. Em như cô công chúa nho nhỏ đang sống trong căn phòng cần được giải cứu. Cho anh xin 5 phút lên hoàn kiếm, anh đi đăng ký làm chủ sở hữu. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy? Anh có visa trong ví nên anh thích em đi xa, ok? Hay là mình cứ đi chơi phố lên 3 triệu mua đồ hàng hiệu. Nếu em không cần tiền thì Wow, let's go. Yeah. Vâng, xin chào các bạn đã đến với series Tán Gái. Tôi là chủ tọa Logi và hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó hơi khác đi một tí. Sài Gòn của tôi đã sẵn sàng chưa nhỉ? Are you ready? Nghe chưa rõ lắm thì phải. Are you ready? Sau đây là bản remix của Tán Gái 606. Biết bao nhiêu thằng ngoài đằng kia là một thứ chỉ để đợi em chú ý. Tốn biết bao nhiêu là thời gian bám em như mấy thằng cu li. Thế mà em chỉ theo anh là sao nhở? Nó không biết là anh vẫn đang có em chờ. Kiếm anh trên Insta tài khoản em bị khóa. Nó cứ tưởng em là sao, hóa ra em đang đi chơi thâu với anh. Bỏ về sáng thứ hai rồi em đi Vincom. Lao vào siêu thị dạo cho đi vị. Nếu Vinmart hôm nay nghỉ thì mình đi sinh con. Chết anh nhầm, xe của anh để ở gần tầng hầm. Mình phóng ra phần đêm ở Trần Nhật Duật. Tạo đồ vô văn hóa như là thần Trần Giật. Không sao, theo anh luôn vui. Anh đổi từ đô la ra 200 thui. Em ra circle K, không flex vẫn xinh. Em muốn ăn đồ Tây, kim bắp Bắc Ninh. Anh bảo này, không biết là em đang ở đâu mà sao anh đi tìm không thấy.
kiếm em ở trên cầu giấy vì anh biết em ở nấp ở đâu đây. Cứu em ra khỏi vòng tay của mấy thằng cả không biết tán gái. Không bao giờ làm em phải ơn mi trừ lúc em ngáp buổi ban mai. Trong chung cư làm đồ ăn ung dung xào trứng cà chua cho em đến. Không cho em được lại ăn lung tung, em làm sao đừng bảo anh bắt đền. Ngắm cây xanh dọc quanh hồ Hoàng Cầu, cuối tuần anh em lên đồ làm màu all black, Nirvana thờ quỷ hệ chiến. Nơi xuân rượu anh đưa em đi bar, hát nhạc tình ca đập đàn guitar. Công cụ đá bóng với cả bắn VR, dòng anh từ Nam Trung sang luôn cả dòng diva. Nhất iPhone gọi vua sư tử, ai Zimba với cả Simba nhận. Nếu giường em mà có bị bẩn, gọi thay ga cho nó thay ga. Ây, flow chân tru như là Chu Chen, hai bên đập phá như là Miley. Chilling one, I'm chilling, that's new game. Em đổ nét là sai đi. Cô bán hàng từ người Hàn Quốc, người Hàn Quốc nào lại khu Nam Đồng thôi thì cũng được. Nhưng không sao, anh đổi tờ đô la, em ra sâu cổ khay, bát phở em đầy tô, ăn hết mới kinh. Anh bảo này, ê, không biết là em đang ở đâu mà sao anh đi tìm không thấy. Kiếm em ở trên cầu giấy vì anh biết em ở nấp ở đâu đây. Cứu em ra khỏi vòng tay của mấy thằng đã không biết tán gái. Không bao giờ làm em phải ơn mi trừ lúc em ngáp buổi ban mai. Như nào nhỉ? Tìm em trong bóng đêm, tìm em trong bóng đêm, tìm em trong ngõ quê, mà sao? Mà sao? 1, 2, 3, tìm em trong bóng đêm, tìm em trong bóng đêm, tìm em trong ngõ quê, mà sao? Mà sao anh thấy bơ? Vì sao? Người ta đang đá em, mà em lại quay sang đá anh. Giờ anh đang đánh ghen ở trên, ở đâu? Ngoài kia, người ta đang đứng xem, họ xem, họ xem em gì anh? Mồm em cứ oang oang chửi anh, chửi gì? À, tìm em trong bóng đêm, tìm em trong bóng đêm, tìm em trong ngõ quê, mà sao? Mà sao? 1, 2, 3. Oh yeah, tưởng là em chất như thế nào, hóa ra là em mà đốt lao. Oh yeah, lời em mà ra như tiêu khiển, ngày sau anh trầm cảm như táo. Trong lúc anh đang đập điện thoại, em ra trà sữa đập phá, anh quên xe ra đi, em bảo là hư cấu. Trong lúc tay ôm ngựa anh hưng gấu, em đòi ngã Zalo anh gấu để xin phép được chuyển tiền. Để xin lỗi làm phiền lúc em bận ngoại tình với anh Hương Hoàn Kiếm. Em chê nhà quê, nhà bên của Long Biên, chửi em vô duyên, em chửi anh thô thiển, anh Hương dọa không chuyển, anh chém cho vô viện. Anh Hương xây số tài khoản ở trên tay, còn anh xăm tên trên gáy. Tìm em, let's go. Tìm em trong bóng đêm, tìm em. Tìm em trong bóng đêm, yeah. Tìm em, tìm em trong bóng đêm, mà sao? Các bạn hát cùng tôi được không nhờ? Tìm em, bên này. Ấy, tìm em, bên này. Yeah, tìm em ở giữa. Mà sao? Mà sao anh thấy bơ? Tìm em giữa phố xa, kiếm đâu ra cuộc tình dở hơi dở hồn ở khắp đông đá. Bố con kia nhìn anh giật mình vì tưởng là thấy bóng mà. Có khi anh tự bán vì la vì nghe em. 1, 2, 3, Naruto Bako. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan qua tim. Phóng trên con Amaterasu Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka ấy để làm em mỉm cười. Anh hết cha mana, anh hưng gấu vừa xả một câu em Uchi. Ấy về Thanh Hóa mở cầm đồ, em quyết không về bỏ hip hop. Anh làm chủ voi con bản đôn chê. Tìm em, let's go. Tìm em trong bóng đêm, tìm em bên này. Tìm em bên này. Mà sao anh bối rối. Tìm em. Yeah, tìm em trong bóng đêm, ay, tìm em, tìm em trong bóng đêm, ay, tìm em, yeah, tìm em trong ngõ quen, mà sao anh thấy bơ, tìm em, yeah, yeah, tìm em, mà sao anh thấy bơ, vỗ tay.
xin cảm ơn, quá là tuyệt vời luôn. Này, các bạn gái đâu ấy nhở? Anh có lời này dành cho các em. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Bài gì ấy nhở? 3, 2, 1. Anh có tận nhìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, I cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em xinh hư, biết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Hy vọng là các bạn sẽ thích bản remix này. Biết cho em nhìn lá thư. Anh chỉ muốn được là thằng kia khi em đang bận đi chơi cùng ai đó. Nhìn em nơi trò anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó. Thế em trên nhạc anh cũng muốn được ngồi gang để nghe theo nhạc em nghe như nhưng vì mê em mà anh lại mê nó. Vẫn luôn mong với vú bọn nó chốt thì anh cũng đếch xem. Anh gặp em lần đầu và thứ đầu tiên anh thấy là mắt em. Anh cố nhìn xuống dưới nhưng không hiểu sao cứ nhìn lên mắt em. Anh chỉ nhìn thấy mắt em, mắt em. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nhìn like, chỉ chờ đợi mình xem. Let's go. S cho sự si mê, I cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em xinh hư, biết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh. Nhìn ra ngoài cửa sổ cả thành phố đang sáng cùng nhau, anh nhìn hàng trăm tòa nhà để đoán xem em đang đứng ở đâu. Chắc em đang ngồi ăn gà và em mải xem show K-pop. Em ấy mải xem show K-pop nhưng em xinh thì xinh thật. Em chọn con hiêu làm linh vật. Em thích ăn trứng muối phô mai và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em sơn móng tay hình gấu trúc, thích ăn mọi thứ với hạt tiêu, lúc nào cũng đến trường đúng lúc. Nhìn em cười ngại phát là yêu. Ok, đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Tưởng tượng em cũng ở gần đây và ngắm những vì sao. Xong ra văn chuyện ở nhau trong lúc nào như màu. Và em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau. Nhưng thực ra ngoài đời em còn trẻ để ý. Anh làm mấy bài kiểm tra được mùi mà em vẫn còn trẻ để ý. Anh nhảy hip hop ngày hôm qua ở trên trường vào sáng ngày khai giảng. Nhưng em mãi buồn với cha nên em chẳng để ý. Còn anh để ý là anh không tìm được ai như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm thấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nghìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. Everybody C mê I cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em xinh hư, biết cho em nhìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là Logi tán gái. Các em gái lần sau nếu mà muốn được tôi tán thì hẹn show sau nhá. Mấy anh em tập thêm tán gái đi. Hẹn mọi người. We'll be right back.
Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn vì đã có mặt tại đây. Các bạn có thể dành một tràng pháo tay cho ban nhạc màu nước được không ạ? Và xin giới thiệu khách mời của tôi, Grant Evans. Em đi sau phố em mà còn ngủ trên tiệm mặc gì tìm mặt. Đâu ai có yêu em đâu, yeah. Lâu lâu có người nhìn em lâu, yeah. Và anh thấy ngay bởi tụi em thích bay những ngày nghe nhạc của Dan Vâu. Và em không chơi gì ra, kêu đi dễ bị chạy ra. Lên đồ vừa kín mà vừa phải hồi không chê ta tu mới sập. Em chơi hip hop được vài năm, theo anh chắc mới được một năm. Tiền đã mất giá nên lên Bumble này em phải chơi. Chắc không ai như trong đêm nay. Cuộc của em là mấy thanh niên hip hop chọn Vina hay. Chắc em bay rồi, lúc em bay em lại nhìn anh. Chắc anh say rồi, về lúc anh say anh. Em kiếm được một đống thằng làm quen, 9 giờ đặt chỗ nhà hàng Sen. Em say hơn men đoạn hàng bông, ngày này là rượu lại vừa là đàn ông. Em thấy anh trong quất toàn người Tây, ngắm anh long chắc khoảng 10 giây. Anh cầm ly sang khâu ban đấy, nhìn vào mắt em tiến vào bảo là vậy. Em không nên dịch quan tập cho anh ngoài kia, ra mặt tên nhà quê nên được trang bét. Anh không chơi đúng man square, nhưng khi em nghe giọng anh trong đầu em tự anh mặc vest. Xung quanh ta toàn thèm muốn fame, họ làm anh và em trở thành tâm điểm. Bọn họ dí làm em uống thêm, anh alo một cái họ phải luân chuyển. Yeah, một ly ngoại giao rồi ta gặp riêng biệt. Phòng trống chỉ cho người chơi dạng chuyên nghiệp. Cởi hết phần quan trọng ra mana jet toa, gọi thêm bạn em rồi ta làm liên tiệc. Nhìn em cách anh bố xưa lại điên tiết, nó say vì suy đổ bia tại đình liệt. Trong nguyên đêm này ba ta trong duyên kiếp. Em nghe xong tiếng anh em quên luôn tiếng Việt. Trong đêm nay cuộc của em là mấy thanh niên hip hop chọn Vina hay. Chắc em bay rồi, lúc em bay em lại như anh. Chắc anh say rồi, về lúc anh say anh lại chuyển. Châu Âu như Canada, nghe A3 như Salazada. Ra Mangua đưa em ăn đồ Á, nhưng em được pasta và lasagna. Đưa em nhảy đầm vào bao cuộc các bố, từ sau xa xuống lưng ba cha ta. Không vu lạ đừng gọi anh là bố, nhưng em cứ bám anh kêu cha cha cha. 2021 Hà Nội xâm trên nhạc Việt, lâu chỉ vào Grand xuống này đặc biệt. Gửi lời đến một là dịch Covid, hai là bọn làm nhạc chán, tạm biệt. Spending fire on a propane, missing fuck with agency, like we spend low main, like terrorists, could be bomb, make a whole game, we could just jam it. Chắc không ai như trong đêm nay. Em là mấy tên người thì hot cho Vina hay. Chắc em bay giờ, lúc em bay em lại như anh. Chắc em say giờ, về lúc em say anh. Chắc không ai như let's go. Của em là mấy thanh niên hip hop trong Vina hay. Hey. Chắc em bay rồi, lúc em bay em là anh. Hey. Chắc em say rồi, hey. Lúc em say anh là anh. Yeah, one, yeah. Low G, Grant Evans. Tôi có thể hỏi các bạn một câu được không? Tại sao lúc vui em bao giờ cũng, lúc bên anh bao giờ cũng, nói chung anh chỉ là thuốc. Và bài tiếp theo là bài gì nhỉ? Cho em xin con nhạc anh màu nước ơi. Xin giới thiệu khách mời tiếp theo, anh Thắng. Thắng ơi, ra đây Thắng ơi. Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đau
bận. Lúc đến em vào rồi cô anh đang giận. Nói chung anh chỉ là thua an thần. Với em anh chỉ là thua an thần. Nói em không nên dùng quá hai lần. Nói em chỉ nên dùng lúc em cần. Với em anh chỉ là thua an thần. Với em anh chỉ là là gì nhở? Bạn thân nghe này nghe này nghe này thua tới cùng lá cây. Nó chỉ làm em quá ngại xuống đây. Anh chỉ mơ như lá say, đám say. Em không có muốn nắm tay, nắm tay. Anh nói anh nghe chuyện đắng cay, đắng cay. Khi theo người ta đi đó đây cùng gió bay. Em tìm anh chỉ khi nó muốn say. Rồi quá tay, cơn giận mưa rồi mà em sẽ bay. Em sẽ bay vì sao lúc vui em bao giờ cố đang bận. Lúc bên anh bao giờ cố đang giận. Nói chung anh chỉ là thua an thần. Với em anh chỉ là thua an thần. Nói em không nên dùng quá hai lần. Nói em chỉ nên dùng lúc em cần. Với em anh chỉ là thua an thần. Với em anh chỉ là la. Đi tìm anh khi hơi toàn men. Em lại đi kể về nó với anh ở trên con Audi đen. Hôm trước anh mang cây thông từ trên Vincom 3 triệu buổi đêm. Thì em tự nhiên ngồi cạnh lò sưởi xong rồi khóc lóc vì ghen. Anh đưa em mail vì bag lúc em buồn em thích nó. Đầu bếp anh làm thịt kiều lúc em buồn em thích nó. Em chơi trong biệt thự viên của anh để nỗi buồn vứt xó. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì cái nắm tay cũng không cho. Xong em lại đẩy anh đi ra xa. Có anh ở trong căn phòng toàn nhà của Frank Sinatra. Em quay lại ăn chơi với đám bạn ở Circle K. Theo mấy thằng rapper ngoài đường uống bia trên Hồ Tây. Sao em cứ đâm đầu vào mấy thằng con trai trong hood. Nghệ sĩ nhà tập thể tuy bất cần nhưng nó cuốn hút. Rồi lúc nó chán em theo con khác thì anh lại phải đón em. Anh chán nghe chuyện drama nhưng vì em mà phải đón xem. Sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận. Let's go. Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận. Hey. Nói chung anh chỉ là thua an thần. Yeah. Với em anh chỉ là thua an thần. Yeah. Nói em không nên dùng quá hai lần. Nói em chỉ nên dùng lúc em cần. Với em anh chỉ là thua an thần. Whoa. Với em anh chỉ là thua. Whoa. Sau khi vui em bao giờ cũng cũng đang bận, lúc bên anh cũng đang giận. Em cứ đối xử với anh cứ như là thuốc an thần. Em friendzone như trong phim, anh như melatonin, gõ chữ ở trên bàn phím. Hôm sau bị em xin, em yêu người khác xong kêu đấy là cách em yêu bản thân. Em lăn ra ốm vì thất tình, kêu đàn đang giảm cân. Anh phải lấy tiền, theo nhân tiền ghi rào của các em khác. Vì giàu đến mấy cũng không phá được tình bạn em nó sang. Xin chào các bạn ạ, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin chào các bạn, mình là Ren Evan và cảm ơn các bạn đã đến đây. Mọi người đừng về vội, mọi người đừng về vội. Các bạn có sẵn sàng để làm cho không khí nó lãng mạn hơn nữa không nhỉ? Ok, các anh một nữa cho em xin bài tiếp theo ạ. Vâng, xin giới thiệu khách mời tiếp theo, anh Malihu. Hôm qua không chơi cách cửa sổ đẹp lung linh bên ngàn tia nắng. Để ngày hôm nay không chơi chiếc mang trong mình anh thêm em đem bên đỡ Bởi vì khi nắng vẫn còn rơi, khi bóng tối còn chơi vơi, khi ánh mắt nghỉ ngơi. Thao thức tháng ngày trôi là khi em đến giấc ngủ say. Thao thức vẫn chờ theo mây cuốn theo đơn phơi. Because no, you're not my babe. Cause 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 no, you're not my babe. Cause you're not my babe. Cause it's you. Là gì nhỉ? Let's go, let's go. Cả đời bao giấc mơ trôi sao anh từng giấu. Bởi vì là chứng nhân đang ngủ sâu. Người vào lời gió bay xa đến khung trời anh. Thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là đáng cần câu. Có ngay cả squad đang nhìn thâu, anh đoán là không ai gỡ được đâu. Baby girl anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đợi anh buổi sáng, anh cho em chờ lâu. Xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu. Anh bảo thoải mái đi với anh, sao phải giấu. Tặng anh cho em bông hoa mai trong mới xấu. Nhưng vậy thế nó mới tôn khu mặt xinh của em. Wow, tại em cà phê, cà phê pha. Em thích bác xỉu, tiền anh bù trả. Cầm lấy cá hồi được rồi hơi suy. Người anh như tá là khi bố cũ nó trà đá. Nên là lên Đà Lạt phút tuổi cho nó chill day. Visa để ra tiêu đề.
em bảo anh là yêu ghê. Book con Airbnb thì nhìn siêu mê. Mang cái con áo phao xong đi ngắm sao. Bạn gà trên đồi xong rồi tán nhau. Soi tướng phu thê mình còn chán cao. Cuộc có một sự tình cảm để cho chúng nó chạm nhau. Cause no you not my babe. My babe. Cause you not my babe. My babe. Cause you not my babe. Cause you not my babe. Cause no you not my babe. Whoa. Cause you not my babe. Cause it's you. Là gì? Là bởi vì từng sâu từng sâu. Vì là chính em đã lu sâu. Người còn là gió bay xa đến khung trời anh giữ sẽ có đến màu xanh. Rất lâu. Oh, 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 oh. Thấp thoáng mùi hương hương trên mái tóc của em. Đưa giấc mơ này chìm sâu về bên. Nàng gió cùng lời ca. Dẫu tháng ngày bơ vơ trong ánh mắt mà em vẫn đang chào. Chào, put your hands up. Bởi vì kể từ bao giấc mơ trốn sau anh từng giấu. Từng giấu, từng giấu. Bởi vì là mơ ngủ sâu. Cause you not my babe. Cause you not my babe. Cause you not my baby. Cause no, you not my babe. Cause you not hey, my baby. Hey, 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 yeah, yeah. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Madihu, cảm ơn anh Thắng, cảm ơn Grand Evans vì mọi người đã đến đây. Em biết mọi người rất là bận và được mọi người dành thời gian quý báu để lên đây chơi với nhau một chút thì em rất là cảm kích, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người có thể nói gì với khán giả? Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người ạ. So, đây là một sân khấu rất to ạ. Lô gì và những người bạn. Mình cảm ơn mọi người, chào mọi người, hẹn gặp mọi người mai. Mai xem Renewal đi nhá. Ok, thank you mọi người rất nhiều. Ok, các bạn thích bài gì tiếp theo ạ? Có một bài này mình đã release hơn một năm trước đây rồi nhưng mà mình chưa diễn bao giờ. Lần này mình quyết định mình sẽ thử diễn ở trên đây xem thế nào. Đây là một bài hy vọng là các bạn sẽ thích. Mình thì thích bài này và bài này có tên là Không Thích. Tao không thích rap về chuyện kiếm tiền, vì tao không thích rap về chuyện hiển nhiên. Và tao không thích rap về chuyện công việc, vì thằng nào chả phải lo công việc đầu tiên. Và tao không thích viết về chuyện cố gắng, tao cũng không viết về anh em đi lên. Và tao không thích viết về chuyện đam mê từng con số không, vì đối với tao câu chuyện đấy hơi sến. Vì nếu mày thực sự là người cố gắng, mày sẽ thấy việc cố gắng đó khá mệt mỏi. Tao nghiện việc và ám ảnh cố gắng, mức hết cả việc xong tao vẫn làm việc căng. Nên tao thích ra trà đá để thoát khỏi nó. Nghe thằng chí sủa xong làm đi lào to. Câu chuyện nỗ lực quá cliché, tao không cần thứ đó. Bọn tao chỉ muốn rap dở hơi cho bớt đi phiền lo. Tao không thích rap về chuyện kiếm tiền, vì tao không thích rap về chuyện hiển nhiên. Và tao không thích rap về chuyện công việc, vì thằng nào chả phải lo công việc đầu tiên. Và tao không thích viết về chuyện cố gắng, tao cũng không viết về anh em đi lên. Và tao không thích viết về chuyện đam mê từ con số không, vì đối với tao câu chuyện đấy hơi sến. Người tao bảo với tao nhạc phải hướng đến chân mỹ thiện, còn origin nói rap phải truyền tải thông điệp. Tao tôn trọng họ, đồng ý những thứ đó đều đúng, nhưng cũng đâu có nghĩa là những thứ khác đều sai. Vậy thì sao nghe bé Cường anh em cứ cười mãi, còn 5CT để 9X hút pin dài dài. Chỉ là giải trí mọi người vui, không hiểu thì tức. Mày gọi là rác nhưng tao gọi đấy năng lượng tích cực. Tin tao ai cũng có một phần giả hơi trong mình, ai cũng có một phần trẻ trâu vẫn còn ở trong đó. Và kể cả người có học thức hay là người thông minh, cũng thỉnh thoảng muốn vứt não đi để nổi loạn vô lo. Nên tao thấy vui khi tao viết, tao làm tao tự cười. Punchline không giống ai, luôn sớt lúc còn tươi. Tao đã chọn sống với anh em giống như một người hiền, để tao được làm nhạc trên mai giống như một người điên. Nên tao không thích rap về chuyện kiếm tiền, vì tao không thích rap về chuyện hiển nhiên.
Và tao không thích rap về chuyện công việc, nghe nó quá nghiêm túc, tao thì chỉ muốn chiến. Và tao không thích viết về chuyện cố gắng, ai cũng rap cố gắng thì ai cũng như nhau. Và tao không thích viết đam mê từ số 0, vì tao đã trải qua chuyện đấy, đấy là câu chuyện riêng của cuộc sống. Tao rời trường quay, bỏ khăn và bỏ mũ, tao bỏ con grill trên răng, bỏ đôi AF vào trong tủ. Tao tắt tạm wifi, xỏ dép tông mặc quần đùi hoa, đeo găng vào rửa bát sau khi tao ăn cơm với nhà. Và bố tao hiểu là kể cả tao nổi tiếng thì tao vẫn là tao, vẫn đi cọ toilet và dọn nhà. Tao mua thêm máy lọc khí, TV mới, robot hút bụi nhiều tiền, nhưng vẫn không bù được thời gian công việc để tao ra. Thằng em tao buôn đồ một ngày bằng tao rap một tháng, tao bắt nó phải bỏ sớm. Tao lên tương lai đàng hoàng, viết đến đây mới nhớ ra cần bảo Dương Phi để anh góp tiền cao học cho em, không muốn mình em khác. Tao chỉ cần mua mỗi con BMW nếu tao giàu, để tiền còn lại khao anh em năn như chưa dám cùng nhau. Mày có thể ghét Low G khi nhặt tao quá mới, nhưng đố mày ghét được Nguyễn Hoàng Long khi gặp tao ngoài đời. Khi tao ngồi xuống nói về chuyện công việc, nhiều điều thú vị ngoài những điều hiển nhiên. Và tao có thể nói về chuyện kiếm tiền, tiền không phải tất cả nhưng cũng là chuyện phiếm. Và tao cũng có thể nói về chuyện cố gắng, hồi mà đam mê là thế giới màu hồng. Nhưng tao chọn flex để được làm nghệ thuật, vì tao vui với nó, mày cũng hiểu đúng không? Vui buổi chiều các bạn không nhận được trời, và sẽ được gặp các bạn trong lần sau. Rất là vui chiều, xin chào mọi người. Trong lần này bố là vua ở trong hệ này, lấy đầu tiên với cái mặt tán thì vẫn còn dán ở trên đệm mày. Chơi lần đầu tao không nhẹ tay, 29C1 phòng cháy cầm máy, muốn nhường thuê phải chi ngày mai. Còn bách trăm triệu đi kèm giày, nó nghe chuyện về tao xong nó ra nét bét xét. Nghe vơi chúng mày làm tao ngủ quên, đấy là ZZZ. Không tranh giải với mấy con gà và các rapper sinh viên, tao mua cả beat của cái cypher. Up lên 1, 2, 3, go. Tao vẫn ở đây chơi đùa, chúng số số nên hơi rùa. Hoặc các chàng lên năm con kia một gái, tao không có hơi hùa. Flex thật đúng là hệ thủy, em phải ngắn đến tên thủy. Dù tan kem chẳng tiền, nhưng ngọc lờ nơ quỷ. Lại sân bay mới đáo hạt, tay là còn tiền 1% để mua được đôi Jays.
tiền năm nay hơi dư giả vẫn nâng lên future trước đấy đi quay. Ông nội tao làm thầy đồ, họ nói tao với truyền thần. Từ Đồng Xuân về Nam Đồng có đằng cháu trai đẹp trai nhà Vân. Phòng giam may anh Tuấn, MCK ở Circle K. Gọi thêm Mess và Jean, bật Gen Lee đi chơi Hồ Tây. Dẫn lên Las Vegas khu, phòng tập có buồn chỗ tích đức tích phúc. Hit the world, hưởng lòng từ các cụ. Ay, NTNTR, gọi cho tao từ chiều. Nirvana tại chợ quần áo, thôi anh tủ em còn nhiều. Anh để tiền thứ 7 tuần này, còn cà phê trà trà sữa bún đá. Cà phê sữa trà đá bún trà. Alo alo. Tao, tao, tao ký tao fan. Hai cặp ba hai em Tây, kẹt ba hai em ấy đi ăn bún đậu hạt khay. Thầy tao ngồi đếm tiền ở VTV Hà Tây. Già Hà Trung mua vàng nó một chỉ tao cả cây. Dùng ba rồi đọc sách 5 lít một hạng. Bamboo Airway Flex lại máy bay khi tao chuyển măng. Chuyên gia tư vấn các chị em ở trên Tinder. Nếu em thích tập gym anh cho em làm một gymmer. What's up? Hey, 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 tao nhé, tao nhé. Thôi, đâu rồi nhỉ? Vui vẻ. Chủ anh Phan. Tao giác là tác cao, tác là đánh. Dâm là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là ngành. Thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party. Mua vé số tao mua cả ký. Mua cho My G và máy đi. Under the hood, không được nghỉ cúc. Đừng có lại nhảy, những cái này kia. Tao to iPhone nhưng lời văn tao như là cục gạch lâu kia. Tao ở tay, giang ở chân. AP never hesitate, 1, 2 and I ain't gay. Don't try to fuck up the fun. Em you is red, rune it. Just is blue, drop it. Em sao mày cung, whoa. Outside your room, I mean. On this low G, on CD, DVD, MVT and TV. Gặp một sai girl, she going. Tao đẹp lên thi đại, tao vẫn mình vũ đang mất. Cũng cặp nhật jet sau tàu hết được quận 3. Tăng động và tao luôn trong đó. Bắt quẹt thầy bói xong bói đúng như tử vi. Năm nay tiền tao lên như gió. Vô hey. Đa, em mới câu có. Nghe giọng tao lại u mê. Tao phải chuyển em sừng tây chết khoảng 2cm. Chờ phong bị buồn nhà và tư thế. Em mới đòi bế trên anh giấy. Tao cho té như vật tế. Mới đang phế nhưng không nể ra skin. Bọn nó không biết tao ra giống tao giống như nào. Có ba đỉnh đi ăn hủ tiếu cái bầu như đảo trình. Mềm răng ngâm đứa căng như là tinh. Đắp ở đây và fan anh gái bầu vào xem hàng với thả thình. Mày gửi em ấy bé hơn ba. Nhưng tao bảo là người thứ ba. Tao gửi em bé hơn bằng một tiếng sau mày bị đá. Mua SH phải mua hạ giá. Cặp sổ đỏ rô cơ chùa Hà. Last Fight Hụ Boy Dreamers. Rap nhà làm nhỏ học đống đa. Dán đại giam tao dán ra đáy. Em say hao tao hà gõ thai. Tao dán tao ra đông đa. Ai sao đá đông kêu vẹn. Kêu nạn tao lên thiết đàn. Lấy biên bản cơ bản thư giãn của rap nhà làm. AP Low G Will Do. Sassy stay up again. They fuck with us and get. Trên đẹp như trăng rằm trung thu. Khách tì nhà như là phù lũ. Nhuộm highlight màu vàng chủ phú. Biến tóc bạn thành Son Goku. Hôm nay tao làm nhạc bốc phét. Hôm sau làm nhạc deep đến đêm. 10 năm trước tao đi cứu nét. 10 năm sau tao kiểu rap game. Sợi. Cảm ơn anh Phan rất là nhiều. Các bạn ok không nhỉ? Ok. Ok ok ok. Bài này gửi đến hai con poodle nhà tôi. Ok ok ok. Và mấy con chó này ok. Và bố mình bảo là ok. Và mày không thích thì ok. Tao chặt đá thì ok. Dù tao đập phá thì thôi đê. Bố chơi 24 carat trong buồng cao là ok. Ok ok ok. Và mấy con chó này ok. Và bố mình bảo là ok. Và mày không thích thì ok. Sau cổ cây là ok. Tên thật của nó là ok. Mày lại không biết là ok. Để tao giải thích. Nếu không quen biết thì ok. Còn nếu quen biết thì ok. Còn nếu thân thiết thì kè kè. Còn nếu không thích tao ca ca. Mấy thằng nhà giàu đi Qatar. Về nước tao rủ ra aha.
nó lại viết tắt KO. Quá là tức, bố mình cũng quá là tức. Không giấu lại còn tin cốt, mấy con chó đi nét thì vứt. Cả cái rap Việt này, thằng nào ngứa mồm lúc freestyle. Cứ thiếu từ mà không đủ câu thì mồm lúc nào cũng đệm. Ok, bố mình bảo là ok. Dù tao chặt đá đi ok. Còn phúc nhà tao mà biết thông điếu thì lại quá là ok. Và mấy con chó này ok. Và bố mình bảo là ok. Và mày không thích thì ok. Ra làng lá thì ok. Nhìn ra đập phá thì ok. Cái ngày thằng chí mà hết biến thái. Everybody lượt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chân của tao còn réo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không ai nào của tao không nóng. Năm mà chùa cho Biggie chết. Cả đàn bà như Drake, em yêu anh thì em kiki. Lên giường tao kể chặt đọc sách, chân đi Puma MTV. Cả đời tao chết vì flex. Đừng hỏi logic số căng, có đăng ký vào Google của thành rapper của năm. Đi ngay vào bar, nếu không say thì tao lại không uống. Sau khi em bơm bóng, mông em lại cong xuống. Em lại hỏi cái cong thế nào để cho nó chuẩn. Anh đặt tay vào hông, em mà rên thì anh bỏ cẩn. Tại sao ai cũng hỏi tại sao tao không đi rap Việt. Còn thằng chỉ tao như điên, chỉ đơn giản vì rap tao quá tuyệt. Tao chờ tao là thứ nhất, sau chiều mấy em gái thứ hai. Mấy thằng chỉ mà muốn được chiếu, chờ qua đây. Ok. Và bố mày bảo là ok. Dù tao chặt đá đi ok. Kể cả khi tao có chuyện thể loại, nó vẫn quá là ok. Bởi vì tao hiểu chuyện ok, không cần phải luyện mà ok. Giải thích được là ok, nó ở trong máu rồi ok. 1991, 1060, 178, 774. Chuyện 100 triệu cho tao dạy là nhạc mày rap sẽ ok. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai. Sao nhạc mày chán lại đi một lượt like. Chỉ là tao láo có nghiên cứu. Tao chẳng làm gì tự nhiên nhạc tao chịu view. Thằng thì truyền thông, thằng truyền hình chính thống. Thằng quan hệ fake dùng phốt để làm ăn. Tao chẳng làm gì chuyên tự ra một đống. Tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm phê mày cao phê mày thấp. Có người chụp follow tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đến sức sống. Họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc hồng. Tao gọi lắc phải để cypher đông như cỗ. Ông bác sĩ điệp khi tao đau cơ sổ. Một tay nắm cuộc sống, một tay bắn hạt đỗ. Sắp xuôi tao về chỗ bác ra bổ halo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đùa. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như cầm cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đùa. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chơi mà dùng bơ cơ sở. Flex con air limiter ML. Nhà của tao còn nằm drop bass gần yeah. Yeah, nó nằm các em hàng máu như bơ cơ sở. Rapping R nên L, N hơ dơ dơ. Tao không mang nhạc tao lên mơ tờ vơ. Mô đô lờ vơ với cả hơ vào mơ. Xong chửi yeah, let's go. Khi tao kinh doanh riêng, tao tự buồn, tao tự thắng. Cắp brand flow tao bán căng như trắng. Tao từ 500 sau tao làm nó mang thai. Nếu mỗi tờ để sinh đôi là tao hưởng tao ra tài. Ba bài là đủ qua mà đêm trà. Suốt ngày đi ngồi ba hoa với hip hop tao có chặt đá. Nếu mình nhịn VIP nên thì Lady Gaga. Mặc váy thì bỏ mà diss tao ngồi xem mặt hàng gà. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua.
mọi người khỏe không ạ? Mình không có nhiều thời gian nên là mình sẽ được nói hai cái. Cái thứ nhất, đây là lần đầu tiên mình chuẩn bị một thời gian dài cho một show dài như thế này. Nên là có gì mà sơ suất chưa hoàn thiện lắm, mong là các bạn bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thứ hai, show này sẽ không thể hoàn thiện nếu không có sự trợ giúp to lớn từ ban nhạc Màu Nước, dancer đến từ SpaceX, animation từ TA như các bạn thấy ở trên màn hình, từ team makeup, team stylist và từ rất nhiều người ở trong ekip, từ các khách mời Grand Events, anh Madihu, anh Thắng, anh Phan. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt, mình không thể nào làm show này nếu không có người lo tất cả mọi thứ cùng mình từ trước đến giờ. Cảm ơn quản lý Dương Phi rất là nhiều. Nói thật là từ nay đến giờ mình nghe in-ear nên mình không biết là ở dưới mọi người như thế nào, nên là rất là xin lỗi. Hy vọng là thời gian sau nếu các bạn thích thì mình sẽ cố gắng làm thêm một show như thế này nữa. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hãy giữ sức khỏe để enjoy những nghệ sĩ sau đây của Gen Fest. Ok, hẹn gặp các bạn lần sau. When I say low, you say G. From the 1 to the 3, say low. Low. Low to the G. From the 1 to the 3, say low. Low. Giữ sức khỏe nha.